Trận đấu giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Atletico Madrid diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 11 được đánh giá nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, nhưng không dễ để họ đánh bại Atletico của Diego Simeone. Mặc dù Paris Saint-Germain đã bắt đầu hành trình giành chiếc Cup Champions League đầu tiên bằng chiến thắng may mắn 1-0 trên sân nhà trước tân binh Girona, nhưng kể từ đó họ chỉ giành được một điểm từ hai trận đấu tiếp theo, thua với tỷ số 2-0 trước Arsenal tại London nhà vô địch nước Pháp đã lội ngược dòng để có được trận hòa một đều trên sân nhà trước PSV Eindhoven ở trận đấu gần nhất. Với bàn gỡ hòa ở phút 55 của Akraf Hakimi, điều này có nghĩa là có tới 12 trong số 14 bàn thắng gần nhất của họ tại Champions League đến trong hiệp 2. Do đó, Luis Enrique sẽ yêu cầu đội bóng thủ đô Paris tăng cường nỗ lực ngay khi nhập cuộc vì thành tích của ông tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu rất tầm thường kể từ khi chuyển đến Pháp. Cựu huấn luyện viên của Barcelona chỉ giành chiến thắng ở 6 trong số 15 trận đấu ở cấp châu lục trong thời gian làm việc tại sân công viên các hoàng tử. Với tỷ lệ chiến thắng 40%, thấp nhất trong số các huấn luyện viên Paris Saint-Germain dẫn dắt ít nhất 10 trận đấu tại Champions League. Với 4 điểm có được sau 3 trận Paris Saint-Germain hiện đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng có 36 đội, kém 3 điểm so với top 8. Và để chắc chắn vào vòng 1-8, họ không thể để mình trượt chân thêm lần nữa như thường lệ. Phong độ ở đấu trường quốc nội của họ vẫn không hề suy giảm trong mùa giải này. Và Paris Saint-Germain-Van là đội bóng duy nhất tại Ligue 1 vẫn bất bại sau chiến thắng 1-0 trước Lens vào thứ Bảy, nhờ bàn thắng sớm của Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain trước đó đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Marseille với 10 người và đã giành chiến thắng ở 8 trong số 10 trận đấu đầu tiên tại giải đấu, qua đó vững vàng ở vị trí số 1 hơn Marseille khoảng cách 6 điểm. Thực tế, Paris saint Jack Mang chỉ thua một trận đấu ở League 1 vào năm 2024 và đặc biệt khó bị đánh bại tại tổ ấm của mình. Ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League Paris Saint, Jack Mang sẽ tiếp Atletico Madrid trên sân nhà. Nhận định Paris Saint, Germain vs Atletico Madrid nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, nhưng không dễ để họ đánh bại Atletico của Diego Simeone. Atletico Madrid sẽ là đội bóng Tây Ban Nha thứ 10 mà Paris Saint-Germain phải đối mặt ở Cúp châu Âu, trong khi đội khách đã bất bại qua 4 lần chạm trán với các câu lạc bộ Pháp tại Champions League. Đội bóng của Tây Ban Nha bắt đầu vòng bảng Cúp C1 châu Âu đầy hứa hẹn với chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân nhà trước Leipzig, nhưng sau khi chịu trận thua thảm 0-4 trước Benfica, họ lại một lần nữa ra về tay trắng trong lần ra quân gần nhất. Theo đó, Atletico để Lille đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà. Hai thất bại liên tiếp khiến Atletico Madrid tụt xuống vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng đội khách mới chỉ để thua 3 trận liên tiếp một lần trước đây tại giải đấu hàng đầu của UEFA Champions League và Simeone sẽ quyết tâm giành điểm trong chuyến làm khách trên đất Pháp. Chiến thắng tỷ số 3-1 trước Feyenoord mùa giải trước là chiến thắng duy nhất của Atleti trong 10 trận sân khách tại Champions League, trong đó có 7 trận thua. Sau khi tiến vào vòng loại trực tiếp ở 9 trong số 11 chiến dịch gần đây nhất, họ đang chịu áp lực phải đảm bảo ít nhất một suất tham dự vòng play-off bằng cách kết thúc trong top 24, vị trí mà họ hiện đang kém do hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Kết quả ở La Liga lại khả quan hơn khi câu lạc bộ thủ đô đã giành chiến thắng với tỷ số 2 không trước Las Palmas vào chủ nhật. Với các bàn thắng của Giuliano Simeone và Alexandre Solot giúp Atletico vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, Luis Enrique đã có một vài quyết định quan trọng vào cuối tuần khi loại thủ môn số 1 Gianluigi Donnarumma khỏi đội hình để đưa Matvei Safonov vào sân, đồng thời đưa tiền đạo người Tây Ban Nha Marco Asensio trở lại đội hình. Sự trở lại của cầu thủ này đã chấm dứt thử nghiệm mà Ausman Dembele vận hành như một cầu thủ số 9 nào vì vậy, cầu thủ này sẽ bắt đầu ở cánh phải. Bradley Bacola gần đây đã ghi bàn thắng thứ 8 của mình tại Ligue 1 trong mùa giải và cũng sẽ góp mặt ở phần 3 cuối sân. Tất nhiên, tiền đạo chủ chốt Goncalo Ramos vẫn không thể ra sân do chấn thương mắt cá chân gặp phải hồi tháng 8, cùng với Presno Kimpembe và Lucas Hernandez. Hàng công của Atletico có thể một lần nữa bao gồm con trai của huấn luyện viên Giuliano Simeone, nhưng Antoine Griezmann, Enzo Correa và Alexandre Solot cũng đang cạnh tranh để được lựa chọn ngay từ đầu. Hơn nữa, Julian Alvarez, cầu thủ được mua với giá cao, đã tham gia vào 13 bàn thắng trong 20 lần ra sân tại Champions League cho đến nay, mặc dù trung bình chỉ chơi 50 phút mỗi trận. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được một bàn và kiến tạo một bàn trong 8 trận sân khách. Robin Normand, Marcos Llorente và Cesar Apilicueta đều bị loại vì chấn thương, và Thomas Lema vẫn chưa chắc có thể ra sân, nhưng Pablo Barrios đã trở lại sau một thời gian ngắn nghỉ thi đấu vì căng cơ. Atletico Madrid không có phong độ tốt trên sân khách ở đấu trường Champions League họ cũng thua hai trận liên tiếp ở giải đấu này. Tuy nhiên Paris Saint, germain cũng có rất nhiều vấn đề, họ cũng chỉ giành một điểm ở hai lượt trận gần nhất. Đội bóng của Simeone luôn chơi khá tốt ở thế cửa dưới, và họ hoàn toàn có hy vọng giành điểm khi rời sân công viên các hoàng tử. Hàng công của hai đội vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn tốt, nhưng hàng thủ của họ không đảm bảo sự chắc chắn cần thiết. Khả năng cả hai đội ghi bàn, trận đấu chạm hoặc vượt bốc ba bàn là toàn hoàn có thể.